Tiếp nối một trong vấn đề quan tâm hôm nay, Thanh Tâm xin gửi đến quý vị bài phê phán có tựa đề Đảng đâu rồi, anh chị em, của tác giả Anh Quân. Đài trên trang Việt Nam Thời báo ngày 16 tháng 12 về tình trạng sứ quán Cộng sản Việt Nam tại nước ngoài làm ngơ trước tình cảnh khốn cùng của các công nhân xuất khẩu lao động Việt Nam. Mời quý vị cùng chia sẻ. Đảng đâu rồi, anh chị em? 3 tuần sau khi Bộ Ngoại giao tuyên bố tích cực giúp đỡ, tình trạng tồi tệ của công nhân Việt Nam ở Serbia cũng vẫn không có gì thay đổi. Đồng bào ta bày tỏ sự xúc động, biết ơn đảng, ơn chính phủ, đó là tựa của một bài báo lễ đảng. Và có lẽ không ít người vẫn nghĩ như vậy. Với họ, đảng đã giúp cho họ có cuộc sống khấm khá hơn trong gần 80 năm qua. Nhận định này chỉ đúng ở trên báo, còn với nhiều người dân khác thì thực tế lại khác xa. Trong đó có hơn 400 công nhân Việt Nam, nhiều người cùng quê Nghệ An với Bác Hồ. Họ xuất ngoại bước chân vào đời công nhân xuất khẩu lao động tại Serbia, làm việc tại công trường của công ty Tàu Cộng, Linh Long, hồi tháng 10 vừa qua, sau khi tốn hàng ngàn Mỹ Kim cho công ty môi giới và máy bay và các khoản khác. Trong khi đó, chủ lao động Tàu Cộng lại báo rằng họ đã mua mỗi một lao động Việt Nam với giá 130 triệu đồng. Đến nơi, họ được đưa vào ở trong những container không máy sưởi, không nước nóng, trong khi thời tiết ở thành phố Ranjanin rất lạnh, có lúc xuống đến âm 2 độ. 500 công nhân chỉ có 2 nhà vệ sinh cáo bẩn, lại còn bị nghẹt. Nước rửa chén thậm chí còn không có, nói gì đến nước nóng, nước sạch. Mỗi bữa sáng họ được một tô cơm và một quả trứng luộc. Bữa trưa được 3-4 miếng thịt heo và một ít bắp cải, ngày nào cũng vậy. Không đủ để bù lại sức lực đã bỏ ra cho một ngày làm công việc xây dựng ngoài công trường. Chưa kể đến việc phải ngồi ăn dưới ánh sáng phát ra từ điện thoại chứ còn không được có đèn thắp sáng tử tế. Khi bị nhiễm cúm tàu, họ bị buộc phải ở trong container để tự cách ly, không được chăm sóc y tế, phải tự dùng thuốc mang từ Việt Nam qua. Dù hợp đồng lao động quy định chủ thuê lao động cung cấp bảo hiểm y tế và chi trả phí khám chữa bệnh. Vì quá khổ sở, họ gọi cho công ty xuất khẩu lao động tại Việt Nam. Công ty không nghe điện thoại, gọi cho sứ quán Việt Nam tại Romania cũng không nghe bốc máy. Điện thoại của sứ quán cũng không cho để lại lời nhắn, không chịu nổi tình trạng này, công nhân quyết định đình công và được truyền thông Serbia và quốc tế cũng như các tổ chức nhân quyền lên tiếng bênh vực. Sau đó họ được chuyển sang một nơi ở mới khá hơn một chút, những căn nhà chứ không phải là container nữa. Như vậy, nơi ở mới vẫn không có máy sưởi lẫn nước nóng, bữa ăn vẫn tồi tệ như cũ. Bộ Ngoại giao Việt Nam và phát ngôn viên Lê Thu Hằng cho biết họ đang theo sát tình hình, tích cực và chủ động giải quyết vấn đề lao động Việt Nam bị chủ lao động Tàu Cộng ức hiếp. Đến nay, công nhân Việt Nam vẫn không có nước nóng để tắm, dù nhiệt độ ngoài trời tuần này có lúc sẽ xuống dưới âm 5 độ C. Họ phải qua tắm nhờ bình lán trại của công nhân tàu. Công nhân tàu thì có nước nóng, công nhân Việt thì không. Công nhân Việt Nam vẫn không được dùng máy sưởi do không được cung cấp nguồn điện. Tuần vừa rồi có những ngày vừa mưa vừa lạnh, anh em không dám đi làm vì sợ bị ốm, trong khi không được chi trả chi phí y tế nên ở nhà. Chủ lao động đến và đe dọa rằng nghỉ một ngày sẽ trừ 2 ngày lương. Một công nhân cho biết đã gọi điện nhiều lần cho công ty xuất khẩu lao động đã đưa anh sang Serbia, nhưng không khi nào có người nghe máy. Anh cho biết nhiều công nhân muốn về Việt Nam lại nhưng không về được vì mới sang làm chưa đủ tiền vé máy bay và chưa đủ tiền để trả nợ, tiền vay tại quê nhà. Ở lại thì phải làm việc trong điều kiện không an toàn, không bảo hiểm tai nạn, không bảo hiểm y tế, chế độ ăn uống không đủ bù sức lực đã bỏ ra. Nhà ở không có máy sưởi, không có nước nóng. Về cũng dở, ở lại cũng không xong, trong khi nhà nước không giúp gì được cho những người công nhân này và công ty xuất khẩu lao động cũng làm ngơ. Một số tổ chức ở Serbia thấy thương tình đã mua thuốc cảm, thuốc ho và một số loại thuốc thông thường khác đem đến cho. Họ đến từ tận Biori, cách đó khoảng 90 phút lái xe. Ngày hôm qua, các tổ chức còn đem đồ ăn đến cho công nhân Việt Nam. Một tổ chức Serbia còn tổ chức biểu tình trước lán trại của công nhân Việt Nam để tỏ tình yêu thương đoàn kết với họ. Trên băng rôn của họ có dòng chữ, chúng ta sẽ không bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh này bằng tiếng Việt. Thương lắm. Từ ngày Bộ Ngoại giao Việt Nam ra tuyên bố đã cử nhân viên sứ quán Việt Nam tại Romania đến thị sát tình hình, tích cực làm việc, tình hình vẫn không có gì thay đổi. Chúng tôi cũng không nhận được bất cứ thông tin nào về các động thái mới của chính quyền Việt Nam nhằm giúp các công nhân này. Đáng đâu rồi, anh chị em.